Ngọc Lâm xin chào tất cả mọi người đang xem. Và hôm nay tôi sẽ coi vào túi Ất Dậu đại kỳ hip hop, những túi nào dẫn đến đại kỳ, dẫn đến tiệc mạng hoặc là biệt ly nếu mà lấy túi các túi này. Ất Dậu lấy túi các này, trong này có 7 túi. Nếu mà bạn nào định ở tuổi Ất Dậu mà định lấy mấy tuổi này thì dẫn đến biệt ly hoặc là tiệc mạng. Và cái đây là bạn xem nhằm để biết nếu mà lấy tuổi những tuổi này dẫn đến đại kỵ hoặc là tiệc mạng. Chúng ta biết trước còn hơn biết muộn. Các bạn lắng nghe. Ất Dậu đại kỵ hiệp hôn. Trai tuổi Ất Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Và gái những tuổi kể đây dưới đây thì đại kỵ cả chồng tuổi Ất Dậu. Nếu mà chồng tuổi Ất Dậu á thì vợ tuổi Canh Dần á, chồng lớn hơn vợ 5 tuổi, ở đời với nhau phạm là biệt ly. Nếu mà lấy nhau dẫn đến biệt ly. Và thứ hai là chồng tuổi Ất Dậu á, vợ tuổi Giáp Ngọ thì chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm tiệc mạng. Nếu mà Ất Dậu á, chồng tuổi Ất Dậu á, lấy tuổi Giáp Ngọ dẫn đến tiệc mạng. Trong cuộc mạng này thì có một người sẽ ra đi tiệc mạng nếu mà lấy nhau, không chết thì cũng là biệt ly. Và thứ ba là chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Bính Thân, nếu mà hai tuổi này lấy nhau, chồng lớn hơn vợ 11 tuổi, ở đời với nhau phạm là biệt ly. Nếu mà hai tuổi này lấy nhau dẫn đến biệt ly. Và thứ tư là chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Nhâm Dần, chồng lớn hơn vợ 17 tuổi, ở đời với nhau phạm biệt ly. Và thứ năm á, nếu mà chồng tuổi Ất Dậu á, vợ tuổi Giáp Thân, vợ lớn hơn chồng 1 tuổi, ở đời với nhau phạm biệt ly. Và thứ sáu, chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ, vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm tiệc mạng. Hai tuổi này là tiệc mạng, một người sẽ tiệc mạng một người nếu mà lấy nhau. Và thứ bảy, chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Mậu Dần, vợ lớn hơn chồng 7 tuổi, ở đời với nhau phạm là biệt ly. Đó là số tuổi Ất Dậu, lấy các tuổi đó: Canh Dần, Giáp Ngọ, Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thân, Nhâm Ngọ và Mậu Dần, là những tuổi đó. Nếu lấy những tuổi đó thì dẫn đến biệt ly và tuyệt mạng. Và sau đây là trai tuổi Ất Dậu kỳ cưới vợ năm 15 tuổi, 21 tuổi, 25 tuổi, 27 tuổi, 33 tuổi, 37 tuổi, 39 tuổi, 45 tuổi. Và gái tuổi này kỳ có chồng năm 17, 23, 22, 29, 34, 35, 37, 41 tuổi. Những năm tuổi trên đây ấy, thì kỵ hiệp hôn, lục việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xe vắng. Tuổi trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sống hay xảy việc buồn phiền, bất đồng ý đến ngày chốt khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng ngọ mới đặng nhận nằm thân duyên. Và các bạn xin lưu ý, trai tuổi Ất Dậu sinh tháng 1, tháng 4, tháng 2, tháng 8, tháng 3, tháng 9 và tháng 12 như sinh nhầm mấy tháng này, cái số lưu thê hoặc đa đông vào việc vợ chồng.
rồi gái tuổi Ất Dậu á sinh tháng 1, tháng 4, tháng 2 và tháng 5. Như sinh nhầm mấy tháng này có số lưu phu hoặc tái cảnh vào việc vợ chồng. Nếu mà sinh tháng 4, tháng 1, tháng 2, tháng 5 là sự tái cảnh vào việc chồng. Còn sinh nhầm tháng 8 và tháng 6 số khắc con khá xanh và khá nuôi. Đó là và tuổi Ất Dậu và đại kỳ hiệp hôn và những kỵ quý vợ những năm nào sinh tháng mấy lưu thê hoặc lưu phu để đôn người vợ chồng. Đó là và tuổi Ất Dậu và đã xem xong. Các bạn và mọi người nhớ đăng ký ở dưới, nhấn chuông vào để xem các video khác hay để không bỏ lỡ các video. Xin chúc mọi người một ngày tốt lành và đầy may mắn. Xin chào tất cả mọi người.